Thánh thể sơ sinh tham gia khảo nghiệm nhập môn, lại còn điên cuồng chế giễu người khác. Các thúc bá, sao các người không leo nữa rồi? À, ta biết rồi. Các người muốn vừa đi vừa ngắm cảnh phải không? Thúc bá thật nhàn nhã, phong lưu. Lục đại nhân, các vị văn quan vốn yếu, nếu leo không nổi, chi bằng thưa với bệ hạ một tiếng, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngài. Đa tạ đại nhân thông cảm, Lục mỗ vẫn còn gắng được. Chẳng lẽ không leo qua nổi hài tử 3 tuổi, lại còn không leo qua nổi văn thần ư? Lục Chiêu Chiêu cùng mọi người đứng dưới chân núi. Sao ta thấy đám binh sĩ hộ tông này trông quen mắt quá? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sao lại không giống được? Đây là tượng đất chính tay mình nặn ra mà. Ngọc Thư, Ngọc Cầm mỗi ngày đều thay ta mang ra phơi nắng. Vừa vào cửa đã là một khảo nghiệm lớn rồi. Đây tính là khảo nghiệm gì? Nghe bệ hạ nói, nơi này của chúng ta còn chưa mở khảo nghiệm. Nghe đồn, đệ tử vào sơn môn, 500 bậc thang đầu phải mang vật nặng mà đi. Mỗi bước chân đặt xuống, sức nặng trên thân sẽ tăng lên. 500 bậc đầu là thử thách thân thể, phía sau còn có khảo nghiệm tâm ma. Ngươi càng sợ hãi điều gì, nó càng xuất hiện. Chút cửa ải này, trên con đường tu hành thậm chí chẳng đáng là gì. Mọi người nghỉ ngơi một chút, liền đứng dậy bước lên bạch ngọc mà vào. Chúng ta sắp có tông môn của riêng mình rồi. Chỉ cần cho phàm gian thời gian, chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ không cần dựa vào bố thí của bất kỳ ai mà sống. Ta chẳng phải đã cho ngươi mặt dây chuyền rồi sao? Khí vận quá kém, mặt dây chuyền dùng 2 năm đã nứt rồi. Đây là gì? Đây là chắc linh châu. Có linh căn hay không? Thử một lần là biết. Hứa phu nhân, chúng ta cũng thử xem sao. Ta nghe nói người có linh căn, con cháu đời sau cũng có xác suất lớn có linh căn. Chẳng trách được gọi là người được trời cao ưu ái. Linh căn quả nhiên khó có được. Mau đặt tay lên đi. Hứa Thời Vân đặt tay lên linh cầu. Linh cầu chợt lóe sáng trắng, là cực phẩm thiên linh căn. Bắc Triều còn chưa từng xuất hiện thiên linh căn đâu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ồn ào quá, nghe nói Hứa phu nhân trắc nghiệm ra thiên linh căn rồi. Hiện giờ đã có mấy người có thiên linh căn rồi? Khởi bẩm bệ hạ, Đông Lăng 1, Tây Nhạc 1, Nam Quốc là Cẩm Đường cô nương, Bắc Triều vẫn chưa có ạ. Xin bệ hạ ban tên cho tông môn đi ạ. Ban tên Chiêu Dương, Chiêu Dương Tông. Lục Chiêu Chiêu cùng mọi người xuống núi, sắp rời khỏi sơn môn. Ngươi đang làm gì vậy? Đừng ai cản ta. Từ nay về sau ta chính là hộ tông thần thú của tông môn. Con trai lớn là của Phật môn rồi, con trai nhỏ đã hiến dâng cho quốc gia rồi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ nhanh chóng về nhà sinh thêm đứa nữa, còn hơn ngươi ở cửa làm thần thú. Con trai ta lại mất rồi. Trời sập rồi, tu hành không giống những thứ khác. Một khi nhập môn, bế quan là thường mấy năm. Tĩnh Hy Vương cũng không dành làm thần thú hộ tông nữa, vội vàng chạy lên núi. Ngươi dọa hắn làm gì? Tông môn cách kinh thành chỉ trăm dặm, một năm cũng có thể gặp vài lần. Ngươi đã đáp ứng thay tông môn tìm sư phụ, vậy ngươi đi đâu tìm? Ta đã có người chọn rồi. Lục Chiêu Chiêu khoanh tay niệm thần chú, trước mặt xuất hiện 4 luồng sáng mờ. Thần các của các ngươi lại vững vàng hơn rồi. Ta có việc muốn nhờ các ngươi. Chuyện của Chiêu Chiêu không phải phiền phức. Ta đã lập một tông môn ở nhân gian, tạm thời có các ngươi dạy dỗ đệ tử được không? Không phải chứ, người mời cả thần minh đến dạy học ư? Chuyện dạy chút kiến thức thôi, ta rảnh có thể đi nghe giảng không? Đương nhiên là được. Sư phụ của thần minh ngay trước mắt ngươi đây. Sao ngươi không hỏi ta? Ta hỏi người làm sao để tu hành, người sẽ nói cho ta biết 1+1=2, cái này có sai sao? Ta còn chẳng biết một là gì. Trúc Mặc trở về rồi, phụ thân ta thế nào? Nơi giao giới ma giới và nhân gian, không rõ vì sao vết nứt lại sâu thêm. Đêm qua có ma binh tập kích Dung tướng quân. Dung tướng quân không may rơi xuống ma giới, đến nay vẫn bặt vô âm tín. E rằng tin tức sẽ sớm truyền về kinh thành. Cô bé 7 tuổi hay tin cha gặp nạn, lại lén lút bỏ nhà ra đi để cứu cha. Chiêu Chiêu, ta gặp ác mộng rồi, mơ thấy cha con gặp chuyện. Không, không đúng, cha con chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Trong cung có chiếu mời phu nhân vào cung. Nhanh nhanh, mau vào cung, nương. Ta muốn đến biên giới xem sao. Không được, không được đâu. Chiêu Chiêu, ngay cả thần giới cũng mất hàng nghìn năm mới thu phục được ma giới. Con một mình đơn thương độc mã, nương không muốn con mạo hiểm. Hơn nữa, thần giới vẫn đang truy tìm tung tích của con. Một khi lộ ra một chút manh mối nào, mọi người không ai được nhắc tới. Chẳng lẽ để cha một mình ở ma giới sao? Ban đêm, Lục Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng khóa cửa khe khẽ từ bên ngoài vọng vào. Tỷ có thấy phiền không? Tỷ có sức mạnh di sơn đảo hải, nhưng người ấy lại dùng tình mẫu tử để ràng buộc tỷ, cố gắng giữ tỷ lại bên cạnh. Sao có thể gọi là ràng buộc chứ? Nếu có thể, ta nghĩ người sẵn sàng dùng mạng mình để đổi lấy mạng của ta. Tỷ sẽ đưa ta đi cùng chứ? Ngươi đương nhiên sẽ đi cùng ta. Ta ở đâu thì ngươi ở đó. Hứa phu nhân không yên tâm nên bảo đã canh giữ bên ngoài. Ta đã đánh ngất bà ấy rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây. Lúc ra khỏi phủ, Tạ Ngọc Châu đang đeo túi nhỏ ngồi xổm ở góc tường,
Ta biết ngay là muội sẽ ra ngoài mà. Ta là lén trốn ra ngoài đó. Muội mà không ra nữa là ta đi không được rồi. Đích chính của cha ta bị Phật tổ khóa rồi. Đích phụ thì bị nhà nước tịch thu. Thế là chiều hôm đó, hai vợ chồng mời thái y đến bắt mạch xong, về nhà liền quyết định sinh thêm 10 đứa nữa, hù cho đích chính của ta hồn phi phách tán, phải bỏ trốn ngay trong đêm. Hắc hắc, ma giới là do đồ đệ của muội cai quản. Lần này ra ngoài chắc là sẽ không phải chịu khổ đâu nhỉ? Chắc là không đâu. Huyền Mục vốn là người hiền lành, gần đây phát tài rồi, lại mua xe mới rồi. Nào có, đây là ta mua trên Wally, mua một chiếc Tesla Model 3 đời 2021, không ngờ chỉ tốn có 99.000, rẻ hơn xe mới tận 130.000. Nhưng mà lái cứ như xe mới vậy. Bây giờ xe mới mất giá nhanh, mua trên Wally siêu hời, rẻ vậy, liệu có đáng tin không? Đương nhiên là đáng tin rồi. Mỗi chiếc xe trên Wally đều phải trải qua quá trình kiểm tra chuyên nghiệp chính hãng, hơn nữa còn được lái thử 3 ngày. Cứ yên tâm mà mua. Bây giờ lên Wally tìm xe rất tiết kiệm. Bạn cũng có thể mua được Tesla với giá 99.000. Đừng bỏ lỡ nhé. Mọi người nhanh chóng đến điểm giao. Quả nhiên không gian phía trước như bị xé toạc. Phụ thân chính là từ đây rơi xuống. Bẩm, hình như ma vật rất căm ghét người phàm. Thuộc hạ phỏng đoán có liên quan đến ma chủ của bọn chúng. Căm ghét người phàm. Huyền Mục vốn là người phàm, cả làng cũng vì ma vật mà chết. Sao có thể căm ghét người phàm được? Không thể nào, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Không thể nào, là thuộc hạ tự mình thẩm vấn. Chuyện nhân gian giao cho chư phó tướng chấn giữ. Ta muốn tự mình đến ma giới một chuyến. Chư thúc thúc, không cần cản ta nữa, ngươi cản không được chiêu chiêu đâu. Cản ta, cản ta. Ngươi cản ta đi, ta không muốn đi. Ta không muốn đi chút nào hết. Ý kiến của ngươi không quan trọng. Mấy người lập tức nhảy vào khe nứt ma giới. Kẻ nào dám xông vào ma giới? Vừa đáp xuống đất đã bị ma tướng bao vây. Lại có kẻ bình an vô sự vượt qua ma giới. Đúng là lợi hại hơn tên đàn ông mấy hôm trước vài phần. Áp giải giam vào thiên lao. Uy danh của Huyền Mục ma chủ đã vang danh nhân gian từ lâu. Không ngờ ta lại có diễm phúc được tự mình đặt chân đến ma giới. Thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Nói năng nói cuội cái gì, Huyền Mục ma chủ gì chứ? Ma giới chúng ta chỉ công nhận một mình Di Sinh ma quân thôi. Huyền Di Sinh, nhớ kỹ tên của ma quân cho ta.